Panion Heliadas. Từ Panion, trong cái tên dùng để tưởng nhớ vị vua Hy Lạp huyền thoại, là ông nội của Theseus, người có con bị biến thành chim én và chim sơn cạc. Đối với Panion, số phận của ông bị biến thành một con chim ưng, từng được người dân gọi phổ biến là chim ưng đánh cá hay chim ưng biển. Nhưng loài chim ăn thịt này, đặc biệt là loài ăn cá, hiện nay được biết đến với cái tên Osprey. Được trời phú cho một chiếc mỏ màu xanh đen hình móc cầu, lỗ mũi khép lại kỳ lặng và những móng vuốt cong sắc nhọn một cách khác thường. Nó thực sự là một ngư dân lành nghề với khả năng săn bắt bẩm sinh. Trong quá khứ, loài chim quốc tế này đã được quan sát ở tất cả các châu lục ngoại trừ châu Nam Cực. Chúng xuất hiện ở mọi khu vực có nước và luôn đứng đầu chuỗi thức ăn của mình. Nhưng nó cũng đã bị tàn sát và biến mất ở nhiều quốc gia. Video này nói về chim ưng biển. Phần lớn các loài chim săn mồi hoạt động ban ngày được phân loại vào bộ Accipitridae Formas, bao gồm cả chim ưng biển. Hiện tại, có khoảng 250 loài chim được sách đỏ IUCN liệt kê theo thứ tự này. Osprey còn được biết đến với cái tên khoa học là Panion Heliadas và là loài duy nhất trong họ Panionidae. Chim ưng biển là loài chim khá lớn. Chúng có sải cánh dài tới 1,7m và nặng khoảng 2kg. Công cụ săn mồi chính của bất kỳ loài chim nào cũng là bộ móng vuốt sắc nhọn nằm trên đôi chân của nó. Chim ưng biển cũng không ngoại lệ. Nhưng chúng phụ thuộc rất nhiều vào cá như một phần quan trọng trong chế độ ăn của mình. Vì thế, những con chim ưng này cần thêm một vài sự thích nghi để có thể tiếp cận dễ dàng hơn bữa ăn có phần đặc biệt. Móng vuốt của chim ưng biển dài hơn các loài chim săn mồi khác và chúng có độ cong lớn hơn. Điều này giúp chúng có thể đâm sâu vào cơ thể nạn nhân và triệt tiêu cơ hội trốn thoát về mức thấp nhất có thể. Mặt dưới của bàn chân chim ưng cũng được bao phủ bởi các gai dày 1mm giúp chúng tăng thêm độ bám. Chim ưng biển cũng là một loài khá độc đáo trong số các loài chim ăn thịt săn mồi vào ban ngày, vì nó có đôi chân cycodactyl mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là, thay vì có cấu tạo như thông thường gồm 3 ngón chân phía trước và 1 ngón chân phía sau, thì chim ưng biển lại được cấu tạo bàn chân bởi 2 ngón chân phía trước và 2 ngón chân phía sau. Điều này giống với đặc điểm cấu tạo của một con cú hoặc một con chim gõ kiến hơn. Kiểu chân cycodactyl cho phép chim giữ thăng bằng tốt hơn khi đậu trên cây. Chưa dừng lại ở đây, bàn chân của chim ưng biển còn có nhiều điều bất ngờ hơn thế. Ngón chân thứ tư trên bàn chân của nó có khả năng xoay, nghĩa là nó không chỉ cố định về một phía mà còn có thể hướng về phía trước và sang một bên. Mối quan hệ giữa một cặp chim ưng biển trong mùa sinh sản phụ thuộc rất nhiều vào lượng thức ăn mà chúng có được trong khoảng thời gian từ khi hình thành cặp đến khi đẻ trứng. Trong khi chim ưng biển nổi tiếng là loài chim có mối quan hệ một vợ một chồng và cực kỳ chung thủy với bạn tình và chính chiếc tổ của chúng, thì lòng chung thủy này cũng sẽ bị thử thách bởi khả năng cung cấp cá của con đực. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng con mái được ghép đôi với những con đực có khả năng săn bắt kém có nhiều khả năng sẽ không chung thủy và thường ít sẵn sàng giao phối với bạn tình thực sự của chúng. Chim ưng biển xây những chiếc tổ được gọi là eyrie. Cặp đôi thường chọn xây tổ ở các khu vực trên cao. Đó có thể là trên ngọn cây hoặc gờ đá, nhưng chúng cũng được biết đến là chọn những địa điểm nhân tạo như phao báo mốc hoặc cột điện. Những con chim ưng ở Bắc Mỹ được quan sát thấy thường xuyên sử dụng các kiến trúc nhân tạo hơn so với những con chim sống ở khu vực khác. Tuy nhiên, ngày nay, hầu như không một con chim ưng cá nào sẽ từ chối một bệ làm tổ nhân tạo dễ dàng và tiện lợi. Cấu trúc chính của tổ chim được làm bằng cành cây, nhưng chim ưng sẽ lót ổ bằng nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm rêu, cỏ và vỏ cây. Mỗi chiếc tổ mới cần đến vài tuần để hoàn thành, nhưng chúng có thể sử dụng đến 20 năm, và mỗi năm cặp đôi sẽ bổ sung và gia cố thêm cho công trình của gia đình nhỏ. Điều này làm cho một số chiếc tổ có thể đạt đến kích thước đáng kinh ngạc, với chiều ngang 1,5m và sâu đến 2m. Trong những năm sau này. Tuy nhiên, nếu sau một năm sinh sản thất bại, các cặp chim thường sẽ bắt đầu xây tổ mới, hay còn gọi là ổ chim thất vọng.
sau đó có thể được sử dụng trong những năm tiếp theo. Thất bại trong việc sinh sản có thể do một số yếu tố. Một số năm điều kiện môi trường không được thuận lợi, thời tiết biến đổi hoặc đơn giản là không có đủ thức ăn để cặp đôi thành công. Nhưng đôi khi tổ có thể bị hỏng do yếu tố con người. Một số tổ xây dựng trên các công trình nhân tạo bị phá dỡ hoặc do một số thợ săn đã ăn cắp trứng của chúng. Trong nửa cuối tháng 4, con cái sẽ đẻ 2 hoặc 3 quả trứng cách nhau từ 1 đến 3 ngày. Mỗi quả trứng riêng lẻ sau đó sẽ được ấp trong 37 ngày, nên thời gian nở cũng có thể khác nhau. Trong khi ở nhiều loài chim, điều này có thể gây ra các vấn đề về sự cạnh tranh và sự hung hãn của con non lớn tuổi nhất, thì ở chim ưng biển, điều này là rất hiếm khi xảy ra. Việc nở không đồng bộ này thực sự là trường hợp khá hay gặp ở các loài chim săn mồi. Tuy nhiên, nếu con chim non lớn tuổi nhất không tự cạnh tranh với những anh chị em cùng tổ nhỏ hơn, không có nghĩa là chúng có cơ hội sống sót như nhau. Nhưng khi thức ăn khan hiếm, con chim non già dặn và lớn tuổi nhất sẽ được ưu tiên cung cấp và có thể sống sót, trong khi những con non khác thì có thể không được may mắn như thế. Nhiệm vụ chăm sóc tổ được chia đều cho cả con đực và con cái của cặp, nhưng trách nhiệm của chúng cũng khác nhau. Con cái chịu trách nhiệm ấp và trực tiếp cho chim non ăn, trong khi con đực dành phần lớn thời gian đi săn cá để nuôi vợ và những đứa con đang trong thời kỳ tuổi ăn tuổi lớn. Khi con chim non lớn hơn một chút, chim mái sẽ cùng đi kiếm ăn để san sẻ trách nhiệm nuôi con với bạn đời của nó. Những con chim non về cơ bản đã có thể bay sau khi được 53 ngày tuổi, nhưng chim bố mẹ vẫn sẽ cung cấp thức ăn cho chúng trong tận 2 tháng nữa, và chim non sẽ không đi xa khỏi tổ trong giai đoạn này. Chim ưng cá đạt đến tuổi trưởng thành khi được 36 tháng tuổi. Nhưng có một sự thật đáng buồn là không có nhiều con chim đi được đến mốc thời gian này. Tuy nhiên, những cá thể đã đạt đến độ tuổi này thường có thể sống được đến 8 tuổi, và con chim già nhất của loài này từng được ghi nhận là 32 tuổi. Vào cuối tháng 3, tại các vùng hồ của Vương quốc Anh, những con chim ưng đực đầu tiên bắt đầu trở về từ châu Phi. Những con đực đến trước vì điều này cho phép chúng thiết lập các lãnh thổ sinh sản gần vùng nước, nơi có sẵn nguồn cung cấp cá. Ngay sau đó, những con cái sẽ quay trở lại. Nhưng chúng sẽ chỉ có vài tháng trước khi những con cái rời đi để thực hiện chuyến hành trình trở lại châu Phi vào tháng 8. Ngay sau khi con cái rời đi, những con đực trưởng thành cũng sẽ rời đi, vì lúc này quá trình thay lông hàng năm của chúng đã bị trì hoãn và chúng cần trở lại châu Phi để làm điều đó. Điều này khiến cho những con chim non mới lớn phải tự mình thực hiện cuộc hành trình đầu tiên đến những vùng có khí hậu ấm áp hơn. Sau khi đi qua eo biển Manche, rồi đi về phía nam qua Pháp và Tây Ban Nha, chim ưng sẽ đến bờ biển phía bắc châu Phi. Tại thời điểm này, lũ chim sẽ chia làm hai nhóm. Một số tiếp tục bay thẳng về phía nam qua sa mạc Sahara, còn một nhóm khác sẽ chọn bay dọc theo bờ biển Tây Phi. Người ta đã phát hiện ra rằng hầu hết các loài chim từ Vương quốc Anh sẽ trải qua mùa đông ở các quốc gia như Senegal. Chim ưng biển là loài ăn cá nhiều nhất trong số các loài chim ăn thịt. Chúng dựa vào cả cá biển và cá nước ngọt để sinh tồn. Cách thức bắt cá của các loài có thể khác nhau, nhưng tất cả đều dựa vào một kỹ thuật được gọi là lặn sâu. Điều này liên quan đến việc chim ưng bay lơ lửng ở độ cao 70 mét so với mặt nước, và sau đó lao thẳng xuống nước với đôi cánh gập một nửa trước khi ném chân về phía trước vào giây cuối cùng. Đây là lúc đôi chân dài và móng vuốt cong sắc nhọn của chúng thực sự phát huy tác dụng. Loài chim này có thể lặn xuống độ sâu tới 1 mét để bắt cá. Để thực hiện được kỹ thuật săn mồi này, bộ lông của chim ưng biển phải được chống thấm nước tốt, được làm bằng những chiếc lông dày đặc, chồng lên nhau và được bôi dầu. Chúng cũng có khả năng bịt lỗ mũi để ngăn nước tràn vào mũi khi lặn. Những con cá lớn bị chúng bắt có lúc nặng tới hàng kg. Nhưng làm thế nào để chúng có thể đưa những bữa tối to lớn này về đến tổ? Theo một phương pháp khí động học nhất có thể, chúng làm điều này bằng cách cầm con cá và xoay về hướng phía trước theo hướng di chuyển. Điều này giúp làm giảm thiểu lực cản không khí. Mặc dù chim ưng biển nổi tiếng với chế độ ăn phần lớn là cá,
và chúng ăn cá trong khoảng 99% thời gian của cuộc đời. Nhưng loài chim này cũng không từ chối một bữa ăn khác dễ dàng. Điều này khiến chúng thỉnh thoảng cũng sẽ ăn các loài động vật có vú nhỏ, động vật lưỡng cư, bò sát, côn trùng và thậm chí là cả các loài chim khác. Chim ưng biển có thể sinh sản ở mọi châu lục ngoại trừ châu Nam Cực. Điều này đã giúp chúng trở thành một trong những loài chim phổ biến nhất trên hành tinh. Do chế độ ăn uống có phần đặc biệt, yêu cầu chính về môi trường sống của chúng là có thể tiếp cận với các vùng nước rộng lớn và tốt nhất là những vùng nước không bị ô nhiễm. Nhiều con chim chọn sống ở các vùng ven biển vì môi trường này mang lại khả năng tiếp cận tuyệt vời với những con cá có kích thước trong tâm đi săn của chúng ở gần mặt nước. Ở những khu vực đáp ứng được những yêu cầu này, có thể có một số lượng lớn chim ưng biển tụ tập cùng nhau. Tiếng kêu của chim ưng biển nghe giống tiếng the thé và huýt sáo, thường được ví như âm thanh của ấm đun nước. Khi chúng phát hiện ra một mối đe dọa, tiếng kêu sẽ được tăng cường thành một tiếng rít dao động. Mặc dù chim ưng biển được phân loại là loài ít quan tâm, nhưng chúng vẫn đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa trên toàn thế giới. Trong lịch sử, mối đe dọa đáng chú ý nhất đối với loài này đã diễn ra từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20. Hiện nay, một số quần thể cũ đã được phục hồi, bao gồm cả các loài ở Scotland. Những con chim này không chỉ bị giết hoàn toàn, mà trứng của chúng còn bị khai thác tận diệt do được ưa chuộng. Điều này cùng với nạn phá rừng đã gây ra sự tuyệt chủng của loài chim ưng biển ở Azerbaijan. Việc sử dụng thuốc trừ sâu hiện là mối đe dọa nhỏ, nhưng nó cũng đã từng là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với quần thể chim ưng biển ở Hoa Kỳ. Các loại thuốc trừ sâu như DDT, Aldrin và Dientrin tiếp tục nhiều, gây ngộ độc ở các loài chim săn mồi như chim ưng biển. Điều này khiến cho số lượng chim ưng biển tại Mỹ giảm đáng kể từ năm 1950 đến năm 1970. Nhưng quần thể này hiện cũng đang dần được phục hồi. Các mối đe dọa khác của chúng đến từ việc bị săn bắt khi di cư qua địa Trung Hải, hoặc khi trú đông ở châu Mỹ Latin hay Tây Ấn. Ở Úc, một số loài chim cũng bị ảnh hưởng bởi sự xáo trộn của con người, và các loài chim như chim ưng biển rất dễ bị tổn thương trước sự phát triển của năng lượng gió. Ở Vương quốc Anh, loài chim này đã được đưa vào danh sách hộ phách và được bảo vệ bởi luật nông thôn và động vật hoang dã năm 1981. Và bạn nghĩ sao về loài chim săn mồi có thực đơn thú vị này? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!